chưa biết. Mình cũng xin giới thiệu, mình là mình chuyên làm về nội thất. Và hôm nay đến đây để ăn tất niên. Và có một bài thơ trước Tết cũng từ anh Duyên gửi gắm xuống cho các bạn, mình xin đọc. Chúc Tết năm ngựa về ta chúc nhau hạnh phúc. Chúc người người khỏe như chú ngựa ô. Chúc nhà nhà vàng bạc chất đầy đồ. Đời sung túc cứ lên xe xuống ngựa. Trong cuộc sống chẳng bị ai càng cửa. Thăng tiến nhanh như nước đại ngựa phi. Đường công danh chẳng gặp khó khăn gì. Như kỳ sĩ tài cửa trên tuấn mã. Luôn chín chắn không ngựa non háo đá. Không lời ra để bố ngựa khó tìm. Trên đường xa sức ngựa biết giữ gìn. Được hỗ trợ không đơn thương độc mã. Người với người luôn yêu thương hòa nhã. Một ngựa đau là chê cỏ cả tàu. Trong cuộc sống luôn đốt đối tốt với nhau. Thẳng ruột ngựa không sống lương sống ngựa. Không còn những kẻ đầu trâu mặt ngựa. Thích đi hôi và đi cướp của người. Không còn những kẻ thích chơi bời. Như ngựa bắc kham coi thường luật pháp. Mọi người đều sống trong tình đoàn kết. Như ngựa có bầy và chim có bạc bay. Chúc năm mới luôn gặp được vạn may. Mã đáo thành công. Mọi điều suôn sẻ.